Này kênh review cho quý vị một căn nhà hẻm xa hơi đầu cửa khu VIP lên tập chuẩn 4x10, công nhận đủ, đục bê tông cốt thép 1/2 lầu, có sân thượng luôn, hẻm xa hơi và lại hướng mát là hướng nam nữa. Cách đường Lê Văn Thọ khoảng chừng 150m, tiện ích xung quanh rất là đầy đủ khi mà chúng ta có công viên Làng Hoa, nhà thờ Hành Tông Tây, trường học Nguyễn Du, chùa Pháp Bảo, chùa Nghệ Sĩ, chợ đêm Hành Tông Tây, công viên và xung quanh nhà hàng, karaoke, quán ăn, cà phê đầy đủ tiện ích để quý vị sử dụng. Nếu đi bệnh viện mới Gò Vấp, công an quận làm chứng minh thì cũng nhà hơn cây số là tới. Siêu thị Co.op hay Lotte đều gần. Quý vị hãy alo cho hotline cho màn hình 0906943839 đi xem căn nhà này. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất Đồng Vương trên trang Bất Động Sản Gò Vấp quận 12 để xem những căn nhà khác trong danh sách phát nhà 5-6 tỷ. Cái này mình nhờ người thuê quay cho nên là không có quay được chuẩn lắm, nhưng mà cũng tạm để khách hàng, để quý anh chị hình dung, và anh chị hãy chịu khó đi xem lại với bộ căn nhà này nhé.